Có phải bạn đang sở hữu những trang trại nuôi trồng mà chưa được nhiều người biết đến? Có các sản phẩm nông nghiệp chất lượng mà chưa tìm kiếm được đầu ra ổn định? Bạn muốn hình ảnh của trang trại được nhiều người biết đến và các sản phẩm nông sản của mình có đầu ra tốt hơn? Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ truyền thông thì chúng tôi hoàn toàn có thể giúp bạn quảng bá các sản phẩm nông nghiệp một cách hiệu quả. Hãy nhấc điện thoại lên gọi cho chúng tôi theo số 0971 380 458 để được quảng bá với chi phí rẻ nhất. Những câu chuyện thú vị nở ra từ trứng. Trứng vốn gần gũi với đời sống con người và không thể thiếu trong nhiều lễ hội. Tuy nhiên, phần lớn các loài động vật nở ra từ trứng còn ẩn chứa nhiều bí mật. Dưới đây là một trong số những câu chuyện ngạc nhiên thú vị xung quanh quả trứng có thể bạn chưa biết. Dùng phôi gà để phục sinh loài khủng long. Một nhà cổ sinh vật học Canada đang có kế hoạch sử dụng phôi gà để tạo ra một con khủng long. Thứ nhất, một quả trứng hai chức năng. Cấu trúc nano của vỏ trứng gà chính là một kiệt tác tiến hóa. Cho dù vỏ quả trứng khá cứng sau khi con gà mái đẻ ra, nhưng nó sẽ mỏng dần đi và cuối quá trình ấp nở để tạo điều kiện cho gà chui ra ngoài. Đây cũng chính là một quá trình phát triển không thể thiếu, giúp hình thành nên bộ xương của gà con. Do lớp canxi bên trong vỏ trứng bị phá vỡ và được tái sử dụng để hệ xương phát triển. Thứ hai, đà điểu mẹ xứng đáng nhận huy chương vàng. Đà điểu là loài chim lớn nhất và nhanh nhất. Tuy nhiên, có một đặc biệt về loài này là con cái chỉ giao phối với một con đực. Cho dù con đực thì thụ tinh với nhiều con cái. Sau khi con cái đầu đàn đẻ trứng của mình vào ổ chung, đến lượt những con khác, khoảng 4 con cái thứ cấp đẻ với tối đa 15 trứng mỗi con vào ổ này. Những quả trứng yếu ớt sau đó sẽ bị con cái đầu đàn tự loại bỏ và chúng sẽ thay nhau ấp trứng cùng với con đực. Thứ ba, sức nặng của tình mẫu tử. Kiwi không chỉ đặc biệt ở chỗ là loài chim không biết bay mà còn là biểu tượng của đất nước New Zealand. Loài này còn đáng được ngưỡng mộ vì đẻ ra quả trứng lớn nhất so với bất kỳ loài nào trên thế giới tính theo kích thước cơ thể. Mỗi quả trứng kiwi nặng tới nửa ký, chiếm phần trọn cơ thể gây cản trở sự di chuyển và thậm chí là sự hô hấp của chim mẹ. Tuy nhiên bù lại, con kiwi non sơ sinh lại có khả năng độc lập nhanh chóng. Những hoàng đế đường trường, những cặp bố mẹ khác không thể nào sánh được với hành trình di cư gian khổ hàng năm của những chú chim cánh cụt hoàng đế ở Nam Cực. Ước tính, những con chim này thường đi từ 50 đến 120 km để đến được đại bản doanh của chúng. Con cái chỉ có thể đẻ một quả trứng mỗi năm, điều này khiến cho việc ấp trứng trở thành một sự kiện thực sự quan trọng. Bộ phim tài liệu từng đoạt giải Oscar về loài chim này mang tên Mask of the Penguin. Khi xem xong, khiến chúng ta cảm thấy như thể chúng ta đang đi trong đôi giày của những chú chim cánh cụt hoàng đế. Quả trứng hóa thạch của loài chim khủng long được coi là loài chim lớn nhất từng tồn tại, với chiều cao 3 mét và nặng nửa tấn. Chim voi đã tuyệt chủng từ cách đây 4 thế kỷ. Tuy nhiên, một trong những quả trứng ấn tượng của nó được tìm thấy vào năm 2015 và kích thước của nó đã không hổ danh khi to gấp 200 lần quả trứng gà. Bò sát cũng đẻ trứng. Trứng gia cầm vốn đã quá quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhưng ít ai nhận ra rằng nhiều loài động vật khác nở ra từ trứng hoặc là loài đẻ trứng. Các loài bò sát như rắn cũng nằm trong số đó. Mặc dù phần lớn rắn bỏ mặc trứng sau khi đẻ ra, nhưng chăn lại không làm như vậy cho đến khi trứng nở thành con. Sự rắc rối của loài rùa. Mặc dù rùa biển gần đây gặp khó khăn trong việc đẻ trứng do một số yếu tố như biến đổi khí hậu, buôn bán trái phép hoặc mật độ du lịch, loài này thường bơi một quãng đường dài để đến bãi đẻ trứng trên cát. Nhưng nếu chúng bị con người làm phiền, ví dụ như ánh sáng quá gắt hoặc âm thanh ồn, khiến chúng có thể quay trở lại đại dương mà không cần đẻ bất kỳ quả trứng nào nữa. Những sự tò mò từ mẹ trái đất. Thoạt nhìn, hình ảnh con cóc đỡ đầu này có thể ghê rợn, nhưng cho đến khi chúng ta hiểu rằng những thứ mà nó đang mang trên lưng chỉ là những quả trứng chứ không phải một căn bệnh lạ nào đó. Con vật này là một ngoại lệ đối với loài cóc và ếch.
nó giao phối triển cạn và con đực sẽ gánh chịu trách nhiệm mang trứng đi khắp nơi trong vòng 30 ngày trước khi tách khỏi chủng trứng. Cuộc giao phối bạo lực rồng Komodo ít có trong thời kỳ khủng long, nhưng ngày nay loài than lằn lớn nhất gần như được coi là quái vật. Cuộc giao phối của nó được ví như phản đề của một buổi âu yếm nhẹ nhàng khi những con đực lao vào cuộc chiến bạo lực để tranh nhau nhảy lên một con cái kháng cự để cố gắng chịu đựng mà không bị thương, nhưng kết quả cuối cùng vẫn cho ra đời những con rồng non. Tiếp theo đây, Nông Lâm Chợt Nét muốn gửi tới quý vị một dự án phục hồi loài khủng long. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh và tiếp tục theo dõi video. Dùng phôi gà để phục sinh loài khủng long. Một nhà cổ sinh vật học Canada đang có kế hoạch sử dụng phôi gà để tạo ra một con khủng long. Sau nhiều năm tìm kiếm và nghiên cứu hóa thạch của những động vật thời tiền sử, một nhà cổ sinh vật học Canada đang có kế hoạch sử dụng phôi gà để tạo ra một con khủng long. Ông Halason, nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu về Tiến hóa Macro Evolution thuộc Đại học Jean Canada cho biết, ông sẽ phát triển các phôi để tái tạo một con vật với nhiều đặc điểm giống loài khủng long cổ đại đã bị tuyệt chủng cách đây hàng triệu năm. Ông tin rằng những sự can thiệp trong quá trình phát triển phôi gà, ông có thể tái tạo được một xác khủng long thực thụ. Mặc dù kế hoạch của Larson mới trong giai đoạn thai nghén, nhưng hoàn toàn có khả năng nhà khoa học này tái tạo được các động vật sống thời tiền sử. Larson tuyên bố, trước mắt vì những lý do đạo đức và thực tế, ông sẽ không tạo ra những con khủng long sống mà chỉ phát triển từ phôi gà ra những xác khủng long. Sau 10 năm tập trung nghiên cứu về sự tiến hóa của loài chim, Larson coi việc làm này chỉ nhằm chứng minh về quá trình tiến hóa. Ý tưởng giúp Larson phát triển dự án nghiên cứu xuất phát khi ông có cuộc trò chuyện với các nhà cổ sinh vật học Mỹ Jack Horner, người từng là cố vấn kỹ thuật cho bộ phim nổi tiếng Công viên Kỷ Jura. Chính Horner cũng đề cập đến thử nghiệm phát triển phôi để tạo ra một loài khủng long gà. Trong cuốn sách mới xuất bản của mình có tựa đề Làm cách nào tạo ra một con khủng long, Larson hy vọng sẽ thành công trong kế hoạch tái tạo khủng long để chứng minh rằng các loài chim này ngày nay là hậu duệ của khủng long thời cổ đại. Trong những năm qua, Larson cùng các đồng nghiệp của ông đã thực hiện nhiều công trình khảo cổ và phát hiện ra hàng chục loài khủng long chưa được biết đến ở khắp nơi trên thế giới.